giờ đang là 6:42 nha, và hôm qua phê quá mà chưa edit xong được cái clip ngày đầu nữa, mà sáng nay ngủ quên thì 6 giờ mới dậy, chắc 7:30 mới xuất phát. Thì hôm nay là đi 100 cây, ngày hai hôm nay là đi lagi nha. Qua kêu 3 giờ dậy, 3 giờ dậy rồi xong ngủ tiếp tới 6 giờ, cũng là 3 giờ nhưng mà nó lạ lắm. Ok, nãy giờ lay hoay với việc cái thiết kế lưỡi ba ga này, cái này cột lại đồ sao cho mà nó không bị ép cái máy tính nó cong như hôm qua. Bây giờ là 7:30 rồi. Mấy giờ? 7:30. Đây 7:30 rồi. Giờ xuất phát đi lagi nha. Rất chắc chắn luôn. Giờ xuất phát đi lagi. Thôi tổ được rồi. Ok. Trời hơi nắng. Và đi tiếp quốc lộ thôi. Chứ đi đường trong thì có nhưng mà nó sẽ hơn 20 cây. Ok. Quốc lộ tiếp. Dứt. Chiến đấu. Bay up. Subscribe kênh Việt Rider nha anh em. Subscribe kênh Khoai Lang Thang nha. Ok, xuất phát km đầu tiên ngày thứ 2. Ra tới quốc lộ rồi nè, chuẩn bị chưa? Tiếp để né đường quốc lộ là không xong với quốc lộ, lúc nào cũng có cái đường nằm trong á, đi đường ở trong thì đường dân ở đó người ta sẽ đi, đi trong đó nó mát, vắng xe không ngoài kia. Thôi vô nhưng mà nó tiếng ngoài lại xin chụp ảnh không? Hãy chơi đi. Vô chụp ảnh nha bạn. Đem chụp cho, đem chụp cho. Vô này vô chung luôn. Ok, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh nha. Anh cười tươi ghê á. Phan Thiết còn 120 cây nữa nha. Mà mình nay không đi Phan Thiết, mình đi La Ghi. Mai mới đi Phan Thiết. Ở đó có nhà tắc chạy dâu. Thấy có thể nước miếng. Chào mọi người nha, hiện tại mình đang ở Xuân Lộc và hôm nay mình sẽ đi khai trương cho cái nhà hàng tiệc cưới Palace này nha. Đây. Vô. Mình là chị em nhóm 4 thằng tiên nha anh em. Mừng khai trương Hồng Phát nha. Vô chụp tấm hình thôi. Còn nhiều cây nữa anh? Giờ từ chỗ mình mà xuống tới Long là còn 44 cây nữa. Má xa quá à. Có đường nào gần không nó ra? Đi đường đi bộ không? 37 cây. Off road hả? Off road. Ai trẻ đường đi vô sông chơi. Đó, vô có con sông này nè. Ok luôn, lập luôn. Tụi mình đi xe đạp ngu mà lo gì. Ok. Anh em thì ngu mà. Đi xong nó vả quá. Uầy, làm gì mày? Vừa bánh xe anh ơi. Ồ, dạ. Ngày thứ 2, một cái ruột đi đầu tiên. Đi xuống là gì? Đi vào tù không? Dạ không. À, vậy là đường này không đi được. Không đi được ha. Nó có bắt ngang qua mà.
xuống phía sông. Ok, ở trong kia là cái chạy giam nó bao hết nguyên cái con sông Vinh gì rồi nha. Và giờ tụi mình phải đi vòng quay lại quốc lộ và đi quốc lộ thôi. Ok, quay lại đi đường quốc lộ thôi nha. Hơi ghê, ghét điên này lắm. Hiện tại mấy mình đang gần tới La Ghi rồi, khoảng chắc 15 cây nữa là tới La Ghi. Giờ tụi mình đang đường tránh của cái quốc lộ nha. À, ở trong này là đường mát lắm, thú rồi thiên nhiên cây nhiều, khác ngoài quốc lộ. Và đặc biệt trong này nó có cái đặc biệt trong này nó có nhiều thanh long lắm, trái màu hồng hồng đỏ đỏ đó. Thử không? Sao? Nó chua vãi liền. Chua má ngon. Ngon á. Nó thanh long của ai vậy? Mình uống rồi. Ok. Ê, mình tay ra kìa. Chạy. Thanh long này bao nhiêu tiền ký vậy anh? Nước trên đường. Đến nhà bạn chơi phải có quà tặng bạn. Ok. Tặng bạn một trái có ít không? Ba trái đi. Vô. Lấy bọc gì mày? Quà tặng anh chiều ba. Quà gì? Đường này có bán gì không mà có quà mày? Ai biết đâu. Có bán mà. Bán gì? Nó hỏi mua rồi. Ờ, thanh long nãy hả? À. Chào cô chú. Ôi, năm mới vui vẻ. Năm mới hạnh phúc. Ừ. Con đi Hà Nội. Chắc con lại đi luôn. Để đi. Ừ, ok. Ở nhà vỗ ông cụ. Dạ. Con cháu rong về. Vâng. Thẳng cho cháu rừng ngàn qua đây. Dạ. Cho cháu vô đây cùng với gia đình. Vâng. Chắc chú vui lắm. Dạ, mời dạ. Có cháu uống một ly nước. Dạ, cảm ơn chú. Cũng còn năm mới. Dạ. Cảm ơn chú. Chúc chú năm mới sức khỏe. Mời các cháu, các dạ. Cháu đi đường. Chắc chú không dám mở bia. Dạ. Mà mời một ly nước. Dạ. Dạ khác. Vâng, cảm ơn chú. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, đây con từ đó. Được. 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 Dạ. Được. Dạ. Được. Đi ra đây, đi ra đây. Chạy thải luôn một đường. Dạ, đường này. Ừ. Theo cái đường nhựa đây, cứ thải ra xuống cái mỏ đá ta gà. Dạ. Là ra đường chính. Dạ, dạ. Đi đường này, chạy thải ra được chứ. Dạ. Đường này. Là đường nhựa này. Chẳng đại đến đi chi đường ra này con này đâu. Đi xuống thôn quê thấy thích đồng. Dạ thích ạ. Dân ở đây thân thiện. Vâng. Đi từ đâu đến đây rồi? Dạ đi Long Khánh. Ê từ Long Khánh ra đây hả? Dạ. Từ quận 1. Ha, đi tới Long Khánh là ngày qua. Từ Long Khánh từ sáng rồi đi về tới đây. Bây giờ đi ra gì?
đi là gì rồi đi phân tiếp ở lại cuối rồi ma đi la lần mai tụi con đi mũi né à. Dạ dạ đó cháu lại cháu gì đó đi chụp cái này đi chụp với góc này hả ở đâu cũng được vậy thì để điện thoại 8 7 vô vô 5 phút rồi dạ đúng không cảm ơn cả nhà mình ạ các cháu trên đường hành trình đi vui vẻ hòa gặp nhiều may mắn trên đường đi dạ cảm ơn chú ạ không chú miễn đi theo nước này luôn dạ hơi bọn nó có rồi ạ các cái thành nước theo uống đi đi nào đi uống đi uống đi đi uống 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 đi đường ở trong lúc nào cũng vui hơn đường quốc lộ nha. Rồi đi ngang qua xong rồi chào cái mọi người ok cái mình quay lại vô ngồi uống nước mọi người cho uống nước luôn xong cho ít đồ đi về nữa xong rồi còn được info con gái của chủ nhà nữa. Yes. Kêu giờ nó mấy hang này nó là cháu nhà rồi. Thấy gì chưa? Tới rồi nha. Ok. Gió quá ta. Hồi nãy từ ở trong cái đường đất kia xong quẹo qua đường quốc lộ á là bắt đầu nó ngược gió ra tới đây luôn. Từ đó cho đến kia giờ xuống dưới đây là toàn ngược gió. Giờ khoảng 3,5 cây nữa tới. Ok, tới rồi. Hoàn thành ngày 2. Tới thị xã La Ghi nha. Chiều. Bạn chiều à giờ anh lên ở luôn hả? Ờ dạ. Yeah. Đi vừa lại. Dạ, yeah, tụi em đi ra Hà Nội. Hà Nội chứ không xe đạp hả? Dạ. Ra Sài Gòn. Dạ. Yeah. Em dắt luôn. Xe 2 lâu lần đó mà đi thăm bộ. À thăm bộ quá chị. Có thằng máy không chị? Dạ. Yeah. Thôi chắc cho em vô đây được. Cho em để đây. Kết thúc này. Bây giờ đang là 3:30 và video ngày hôm qua mình đi Long Khánh chưa edit xong. Video hôm nay nữa. Hai video. Tức là mình sẽ không đi tắm biển hôm nay. Nhưng mà đường đi biển từ đây ra tới Hà Nội nhiều lắm. Sẽ ngán luôn á. Nên là để mai sáng sớm tắm. Giờ anh Long sẽ edit video còn đây, còn mình sẽ đi tắm biển. Khách sạn này có nhiều điều bí ẩn quá. Mình thấy ông kia nói bút số 46. Mà bút số 46 là bút gì ta? Không, bút số 47. Cái khách sạn này nó là Hotel and Spa mà mình không biết spa là cái gì. Nhưng mà mày thấy ông nó ông cởi đồ nên mình thắc mắc. Ông cũng kêu số 47 còn không em? Số 46 còn đâu, xong rồi kêu số 46 nghỉ luôn rồi. Làm tụi mình hoang mang quá. Nãy tụi mình tới đây hồi 4-5 giờ chiều tụi mình lo edit. Lo edit cái video hôm qua review khách sạn thôi. Không dám review đâu, nó đánh cho chết ấy. Cái khách sạn này ở hôm nay tất cả mọi thứ ở La Ghi là được anh Triều tài trợ nha. Được. Anh Triều bảo khỏe, massage khỏe. Mình không biết khỏe là gì hết. Mà nãy giờ thấy nó hơi mệt. Thường thì đi khách sạn tụi mình đang đi xuyên Việt nên có cái gì tụi mình cũng sẽ lút hết. Nhưng mà cái này tụi mình không biết nên lút không ta. Cái này lút để làm gì? Tất cả những thứ này là mình sẽ lút hết. Cái này cũng lút luôn. Còn cái này có xài được không? Anh em mình xài với nhau à? Mấy nữa, xuống bút thử 47. Ok. Giờ kết thúc video để đi bút thử ha. Ok. Tí review sau. Ok. Bye bye mọi người. Mai tụi mình đi mũi né nha. Mai tụi mình đi mũi né nha.
Ok, bye.